Hello, xin chào mọi người. Hôm nay mình sẽ chơi Roblox. Hello, xin chào mọi người. Trò biết Roblox. Ani-Tron. Ok, let's go. Ok, let's go. Wow, một cái sân bóng bóng rổ. Wow, hết hồn. Wow, hết hồn. Let's go. Chạy nhanh nào. Con người máy đang đuổi theo. Ok. Hello, my friend. No. Con vịt đang đuổi theo. Con vịt đang quá các bạn ơi. Go. Go. Ok. Con pho tượng thật là đáng sợ các bạn ơi. Wow, đây là cái phòng trữ ảnh các bạn. Ok. Vô nào, let's go. Wow, người máy robot, chạy thôi các bạn,
Còn máy này đáng sợ quá các bạn ơi. Máy nào, vô. Nó sắp bị cục rồi các bạn ơi, ghê quá. Nó sắp bị cục rồi các bạn ơi, ghê quá. Ok. Bơi nào. Quá sao lại ra chỗ hôm nãy ta? Ok, bơi lên nào. Một cái hồ bơi khá là rộng. Ok, let's go. Lên xe buýt. Wow, hello. Còn vịt đáng sợ quá các bạn ơi. Ok. Tiếp theo mình chơi trò pizza. Thank you.
Okay, let's go. Okay, let's go. Let me see your time. Tiếp theo mình chơi trò tiếp theo. Trốn thoát thôi các bạn ơi.
Go, go, go. Go, go, go. Nó đứng vừa tới cái màu vàng là được. Ok, có cầu thang rồi. Ok, có cầu thang rồi. Let's go rồi. Let's go rồi. Cầu thang gì mà dài dữ trời. Cầu thang gì mà dài dữ trời. Qua cái máy chém này nữa. Qua cái máy chém này nữa. Ba cái máy chém các bạn ơi. Cái này nhanh hơn nè. Ba cái máy chém các bạn ơi. Cái này nhanh hơn nè. Ok. Ok. Wow, cầu trượt gì đâu tối thui. Wow, cầu trượt gì đâu tối thui. Bây giờ tới đi pháp ban. Ok, màu xanh là được. Ok, màu xanh là được. Wow, rất là nhiều các trong gai luôn. Nhảy thôi nào các bạn. Nhảy thôi nào các bạn. Nhảy. Nhảy thế nào. Nhảy thế nào. Cầm một cái được các bạn ơi. Cầm một cái được các bạn ơi.
Ê, tức chùm. Ê, tức chùm. Vẫn còn đuổi theo, vẫn còn đuổi theo. Be Playtime Chapter 2. Okay, mommy. It's okay.